Vâng, lời đầu tiên cho phép vợ chồng Giáp xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý cùng tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào chân thành, lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị và các bạn trong cái thời gian qua cũng đã luôn đồng hành cùng với vợ chồng Giáp. Rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và em xin chào các cô chú và các anh chị nhé. Hôm nay vợ chồng em lại kẹp nách đi quay đất cho mọi người. Thì mọi người hãy cùng theo dõi vợ chồng em đi quay video xem mảnh đất như nào. Nếu mà cô ưng ý thì gọi vợ chồng em dẫn đi xem nhé. Ok, bây giờ thì Giáp sẽ giới thiệu cho mọi người một cái miếng đất. Miếng đất này nằm tại xã Ia Lâu của huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và cái miếng đất này trong bìa có 5 cái bìa nha các bạn. Và 5 cái bìa tổng làm 5H1. Và đất thực tế bên ngoài thì khoảng vào độ khoảng tầm độ khoảng 5H6, 5H5. Nhưng mà cái đất này có một cái điều đặc biệt các bạn ạ, là ôm theo 300m mặt tiền đường. Mặt tiền đường thuận tiện, đường to, container các kiểu chạy tới nơi. Và đặc biệt là ôm theo cái mặt hồ này này, cái mặt mặt sông này, là tầm độ khoảng vào cũng 300-400m nữa cái mặt này. Và trên đất hiện tại bây giờ có tầm độ khoảng hơn 2 ha trồng lúa. Có một cái nhà, có ao, hồ, mọi thứ đầy đủ, đường xá thuận tiện, điện đóm đầy đủ. Và đi từ đây ra đến trung tâm ủy ban, mua bán, ăn uống, sắm sửa, vui chơi, giải trí, nhảy múa được. Thì tầm độ khoảng 3 km đến 4 km thôi, đấy là nhiều nhất rồi. Đấy, thì bây giờ Giáp, vợ chồng Giáp sẽ quay cụ thể cho mọi người. Và cái giá mong muốn của chủ nhà tổng bán cho cái miếng này là 1.950.000, có thương lượng hoa hồng lộc lá cho người mua. Đấy, bây giờ là xin mời mọi người theo chân vợ chồng mình nhé. Em không hiểu anh nói là ăn chơi nhảy múa cái gì nữa. Anh chị ơi, ăn chơi nhảy múa là cái gì? Ba la em không hiểu. Anh chồng này, anh đi đâu nhảy múa mà hôm nay anh bảo các bác là nhảy múa. Ở đấy là có chỗ nào nhưng nhảy múa, nhảy múa cái gì? Nhưng mà anh chưa bao giờ anh nhảy. Thôi bây giờ thì cụ thể như thế này, tập trung vào chuyên môn. Tối là chết em. Tối là chết à? Đây thì các bạn ạ, bắt đầu cái đất của mình thì nó từ cái bờ bên đây. Giáp sẽ zoom lại cho mọi người xem là từ cái cây cao cao đấy. Và bám theo hết cái mặt lòng hồ này. Như các bạn thấy là đây, một cái mặt đập thủy lợi. Đây là một cái đập thủy lợi, nước rất là nhiều, rất là to. Như các bạn thấy bên kia là có những đàn bò. Các bạn có thể nhìn những cái con bò này là các bạn có thể so sánh được so sánh được cái đập nó lớn thế nào. Đó, và bên kia là con người. Thì đất của mình bắt đầu nó từ tút cái cây cao cao đằng đấy nhá, bán theo cái dọc này này, bắt đầu chạy theo cái dọc này. Theo dọc này nó tút lên cái hàng rào đen đen trên kia các bạn ạ. Đấy, là toàn bộ khu này là cánh đồng. Thì như các bạn thấy là bám theo hết cái mặt đập này nhá, cái mặt đập nước này này. Đó, là toàn bộ như này, bám theo cái mặt đập này. Chạy tù trên kia. Đấy, các bạn nhìn bà xã mình này. Bà xã mình thì các bạn có thể so sánh được là cái đất này nó rất là rộng và cái đập nó rất là to. Và khi mà nhìn thấy bà xã mình thì các bạn lại nhìn sang góc bên kia cũng có một người nữa. Và các bạn so sánh, đấy chỗ bà xã mình đi trước để các bạn so sánh. Rồi các bạn so sánh thêm cái đàn bò bên này nữa. Đấy, là nó phù hợp. Anh nói gì đâu? Anh có nói gì đâu? Thì bảo là các bác hãy nhìn đàn bò này, các bác hãy so sánh thôi. Ở đây có một cái đập tràn và cái nguồn nước thì rất ok. Và bắt đầu Giáp sẽ quay cho các bạn xem tổng thể này. Ở đây thì nhà mình có một cái ao tầm độ khoảng hơn 2 sào. Trên kia còn một ao nữa và giữa trong kia thì có một cái nhà. Và toàn bộ khu vực trên kia là cái đường 300m mặt đường. Và bây giờ vợ chồng Giáp sẽ quay cụ thể. Ở đây thì chủ nhà cũng có xây một cái tràn ở đây để bơm một cái máy bơm, nắp cái máy bơm để chảy nước vào đây. Xin mời tất cả quý vị. Em đi xuống đây đi, đi cẩn thận ông ngã chồng vó ra như con ngựa ấy. Coi thường em đấy nhỉ? Ngã chồng vó như con bò. Các bạn ạ, lợi dụng mắng tí thôi chứ đây video thì làm video thì không dám nói gì mình đâu, nhưng mà về nhà nguy hiểm phết đấy các bạn. Để đây là cái hồ nha các bạn. Tí nữa ra sẽ ra đây xin câu cá lóc xem là có được con nào không. Và cái này tầm độ khoảng 2.5 gì đó, ra khoảng đó. Và trên kia là chuồng trại, nhà cửa kiên cố có. Và đây là cánh đồng lúa này, rất là đẹp tuyệt vời cho các bạn nào mà có ý tưởng trồng cây ăn trái. Là rất tuyệt vời trồng lúa, rất tuyệt vời luôn. Được, sắp thế là được các bạn ạ. Và theo như sự tính toán của vợ chồng Nguyên Giáp, tính toán theo cái sự phát lổ phát xịt của Giáp là cái miếng đất này á, một năm nếu mà tổng thu các bạn làm tốt thì cũng phải thu vài 300 triệu tổng thu về. Là trừ hết chi phí là tổng thu về vài 300 là bình thường. Hai vợ chồng ở đây là sống khỏe. Vườn cây ao cá. Vườn ao chuồng đúng không anh? Đúng rồi, vườn ao chuồng. Nó có ruộng nữa.
đây ruộng lúa đây, và đây là ao, còn bên kia là họ đã làm chuồng ở bờ ao để trồng dừa, đặc biệt là những cây ăn trái các bạn ạ, xoài đồ đồ, ôi trời ơi nhiều lắm các bạn ơi, dừa riếc. Đây đây là mình sẽ quay cho các bạn xem tổng quan này, một cái khu vực cực kỳ đẹp. Giáp cảm thấy là nó ok đấy các bạn ạ, nguồn nước ấy thì cứ gọi là tẹt bô đấy. Hôm nay Giáp bị khản tiếng các bạn ạ, nên là cái giọng nói nó cũng cứ như con vịt đấy, nó khàn khàn một tí, thì mong mọi người cũng thông cảm. Và nếu mà mọi người mà mua được cái mảnh này thì mọi người chỉ cần là cho Giáp vào đây câu cá lóc thôi, câu cá lóc và xin ổi rồi uống nước dừa, ăn trái cây, không biết là mọi người có cho không. Nếu mà ai bạn nào mà bạn mua được mà bạn ấy cho Giáp cái đấy, Giáp cảm ơn vì Giáp rất là thích. À thế à. Đây là các bạn ạ, ơi trời ơi cá to, rồi đây dừa ở bờ ao, đấy là toàn bộ cái khu khu vực này như các bạn thấy là rất là ok, và Giáp thấy cũng rất là được rồi đó. Hàng rào ở bên kia là hàng rào. Và thêm một cái thông tin cho các bạn nữa là cái Tết ấy, Tết đến là cái đập thủy điện ở ngay khu dưới kia, thì là toàn bộ là người dân ở hai cái xã này là họ cũng dồn xuống đây bắc cái rạp đám cưới, xong họ bán nước cho các cái khách, rồi các cái anh em bạn bè ở xã là xuống đấy là nghỉ ngơi rất hay. Và như các bạn thấy là trên đây đất trống nó cũng tầm được khoảng hơn 2 ha đất. Đó, đất này là đất bờ suối thì chất đất rất là đẹp các bạn ạ, chất đất là đất thịt, toàn bộ đất bờ suối là phù sa mà các bạn, phù sa là chất đất thịt đấy, chất đất rất là đẹp luôn. Và như các bạn thấy là chỗ này thì chủ nhà trước đây đã làm một cái vườn điều, nhưng chủ nhà đã cắt điều đi và chuẩn bị là xuống cây ăn trái, nhưng mà bây giờ là do là tuổi cao sức yếu, bây giờ là có tuổi rồi nên là chủ nhà muốn nhượng lại toàn bộ cái khu vực này với cái giá rất là yêu thương, rất là quý mến quý vị, rất là yêu thích quý vị, thì để lại cho quý vị là một cái khu vực này với cái giá rất hợp lý luôn, tuyệt vời luôn đó. Cái này đúng với mục đích VAC, và với cái giá này ấy, thì quý vị khỏi phải suy nghĩ, quá hợp lý, điện đóm đầy đủ. À đây, ra sẽ quay cho mọi người xem là cái cây xoài này, những cái trái xoài, xoài rất là sai. Đó, đây như các bạn thấy là đây là xoài, xoài vẫn non, nhưng mà phía kia ấy là chuồng bò, rồi chuồng heo, rồi dừa. Các bạn nhìn thấy tuyệt vời không? Một phong cảnh rất là tuyệt vời, khỏi cần phải suy nghĩ gì. Nếu mà các bạn mua được ở đây ấy, thì là các bạn cũng có nguồn thu, đi lại rất là dễ dàng. Và đây là trước cửa nhà là có hàng ổi này các bạn này. Các bạn đi Sài Gòn hoặc đi về Bắc, xe giường nằm sẽ đón các bạn ở ngay cổng kia nhá. Đó là thêm một cái thông tin nữa cho các bạn, tí nữa Giáp sẽ đi lên trên cái con đường đó cho mọi người cùng thấy. Đó, và xã mình cứ suốt ngày ổi thôi, lại đi mò ổi rồi em. Anh nhìn cái quả này nhìn nó đẹp lắm này. Đâu? Cái này anh ổi này, ổi lại gì mà nó sần sần này em nhỉ? Chắc ngon lắm ấy. Ổi này ngon đấy. Tí nữa em test thử. Test đi rồi dụng răng cắm răng vào cái đấy không nồi răng ra. Thì như các bạn thấy là đây là một cái khu vực là chú cũng làm một cái chuồng gì đây, nhưng mà Giáp cũng không có biết. À, khu đây là có thể dọn sạch sẽ đi, đây là cái chuồng gà, chuồng lợn ngày xưa đó các bạn, chuồng lợn, nhưng mà các bạn hãy dọn sạch sẽ đi và làm một cái bàn nhậu ở đây. Bàn nhậu thì các bạn sẽ nhìn ra đây là ao đây, và câu cá ngay từ cái đây, ngay từ cái chuồng lợn này câu lên đây. Đây như các bạn đây thấy là trứng gà này, đó gà này, thì các bạn cứ làm một cái nhà ở đây để cho anh em ngồi tại chuồng gà hay chuồng lợn để nhậu là vui lắm đây này, chắc là cũng ok đấy. Và đây là một căn nhà nhá các bạn, đây Giáp sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cái căn nhà ở kiên cố ok. Tí nữa Giáp sẽ quay cụ thể hơn. Và bây giờ Giáp sẽ đi quay ra mé bên đây để cho mọi người cùng hình dung. Như mọi người thấy thì là xoài trái rất là sai ở đất ở đây ấy, xin thông báo với toàn thể quý vị và các bạn là nó rất hợp với cái cây xoài, hợp với cây nhãn, cây vải. Các bạn nhìn thấy là hoa trái, hoa trái của nó. Em đi trước cho các bác có thể so sánh được hoa quả. Mình cũng cần phải có một người mẫu đi trước các bạn ạ, để so sánh. Đây các bạn nhìn thấy là xoài là rất là sai. Và tiếp tục là Giáp sẽ quay ra cái đoạn là khu vực chuồng chuồng heo, chuồng bò đây. Đây là nguồn điện sờ và nó giật cho méo mũm. Đây như các bạn thấy là lúa thì cực đẹp luôn. Lúa bên đây nếu mà làm tốt như này tầm được khoảng 7 đến 8 tấn nhá các bạn. Lúa rất là tốt luôn, ra không bốc phét đâu. Đang trổ bông. Thì đây như các bạn là thấy ở đây là có một cái cây dừa rồi bờ ao. Vừa đấy là vợ chồng Giáp đã đi cái mé bờ bên kia nhá mọi người nhá. Và bây giờ vợ chồng Giáp sẽ đi sang mé bên đây để cho mọi người tham quan. Nói chung là mọi người muốn mua ấy thì vợ chồng Giáp sẽ quay rất là cụ thể, quay rất là chi tiết để cho quý vị đến đây đỡ phải mất thời gian nhiều. Quý vị có thể ở nhà xem và cũng đã có thể hình dung được rất là kỹ càng. À đây là nhà ra mắt lắm anh ạ.
Nhà cầu thì như thế này các bạn ạ, quay cho các bạn xem luôn. Nhà cầu ở đây thì chùi thì lại chùi bằng cái giấy chùi bằng cái giấy đi học, cái đó hơi trơn, là mong các bạn thông cảm. Đây thì là nhà cầu như thế này, nhưng mà nhà cầu nó chỉ một nửa thôi, ngồi xuống là được. Thì đây là toàn bộ là khu vực cánh đồng đất của mình, nó cái biên nó giáp cái hàng điều kia, và vùng quanh chú đã múc bờ lên, đường điện thì dòng đã đầy đủ. Các bạn đây là chuồng bò, cái chuồng bò này thì là cũng gần cái bờ ao, thế là mình cũng lại làm thêm một cái bàn ghế đá nhậu ở đây. Thì bò nó ăn nó gì ở đây, xong bắt đầu mình mời anh em các bạn bè là theo tha giáp thiết kế một cái bàn ở đây, các bạn câu cá kia lâu lẩu đó, rồi cạnh cái chuồng này cũng được, không sao hết. Đấy, không sao hết, cứ miễn sao vui vẻ là được. Đây chuồng bò, chuồng lợn thì nó cứ làm vài cái ghế, bàn ghế ngồi nhậu anh em. Thì cái mé bên kia các bạn kìa, đấy cái mé bên kia các bạn có thể cũng lại làm được một số các cái kìa, nó rất là thơ mộng, rất là hay các bạn ạ. À, bên đây là một vườn cây ăn trái, nhãn chú có trồng nhưng mà do chú là có tuổi rồi mình không có làm được nữa, không làm được, và cũng muốn nhượng lại nên là để nó cũng bơ vơ sơ xác, là mong mọi người là nếu mà về đây thì các bạn cũng phải tôn tạo lại nhá, tôn tạo lại, các bạn chăm sóc vào. Và chú buôn bán nên là như vậy. Thì như ở đây được, các bạn thấy là một căn nhà, ra sẽ quay ra đây. Đây là cây nhãn này, cây nhãn này các bạn thấy là cũng không có chăm sóc, không có tưới nước gì đâu, cũng không cho phân, nhưng mà cái lá của nó là rất là xanh tốt và to. Và nhãn ở đây thì là vô địch quả. Ở đây thì nó có một cái hàng hoa thơ mộng, mùi hoa này, hoa nhài gì đấy, mùi rất là thơm. Hoa sử con tử rất là thơm. Đây như các bạn thấy là xoài này vẫn còn non và trái to không? Đó. Và bây giờ tiếp tục là sẽ quay ra phía bên vườn cây bên đây. Vườn cây bên đây thì cũng hơi bị ấy một tí, là do chú không chăm nữa rồi. Chú bảo là bây giờ là mệt rồi. Bên đây thì là một cây nhãn, chú bảo là mệt rồi, bây giờ không chăm được nữa. Thì bỏ cỏ mọc tùm lum tùm la lên. Bây giờ các bạn tôn tạo, cái chất đất đây rất là đẹp nha các bạn. Chất đất rất là đẹp, nhưng mà chú cũng bỏ như thế này. Thì như các bạn thấy đây là một vườn ổi, và đặc biệt là ổi cũng không bị sâu, không bị gì hết. Tí nữa Giáp sẽ lên trên kia quay cho các bạn xem con đường nhá. Con đường 300m mặt đường nhá. Như các bạn thấy là ổi này, đó, trái rất là ok luôn. Và bây giờ đây này, ổi xuống ngày ăn bên hai ổi, ổi rất là nhiều luôn các bạn ạ, rất là sai. Và bên phía bên đây là các bạn cũng thấy là cái biên của mình nó rất là rõ ràng và to, bờ rất là to cao nên không có ai có thể nhảy qua cái bờ kia được. Các bạn ạ, theo thẳng hàng chuối kia, bắt đầu cua lên trên kia, mặt lên trên. Thì bây giờ vợ chồng Giáp sẽ đi thẳng cái đường này nhá, thẳng cái đường này đi ra đến cái phía ngoài hàng dừa, đi theo con đường ở trong dãy nhà mình, và mình sẽ đi thẳng lên để cho mọi người cùng thấy được nhá. Nào xin mời mọi người. Ở bên này là ruộng nữa, bên này là có 3-4 ô ruộng nó giáp với đường kia. Thì bây giờ Giáp sẽ tiếp tục đi quay lên trên. Như các bạn thấy là đây là vườn dừa này, đấy đây là hàng dừa. Thì đây Giáp sẽ đi vòng một vòng rồi, đây là cái con đường đi vào nhà mình là đường nội bộ nhá các bạn. Và đi thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy là nhà mình đây. Đó, đi thẳng vào thì bắt đầu mình đi theo đường bên đây. Khi các bạn đi từ đầu ngoài đường chính kia đi vào đây, cái mặt đất kia là 300m mặt đường luôn. Đường điện cao thế kéo là mặt đường to. Và như các bạn thấy ngay đầu bước vào thì các bạn lại thấy thêm một cái ruộng nữa. Cái ruộng này các bạn có thể ngăn ở đây ra và làm ao thả cá ở đây ok luôn. Bên kia là ruộng này và ao thả cá lúc vừa Giáp đi vào đấy. Là bên đấy là ruộng là ao, thì bên giữa này có một miếng đất. Xong bắt đầu là bên đây lại có một cái ao nữa. Và bây giờ hiện tại chú đang làm lúa. Và bên đây là ruộng lúa nữa. Và cái đường đi như thế này. Cái giá này ấy thì các bạn thực sự với các bạn là quá hợp lý, chứ không phải là hợp lý nữa. Giá rẻ, bán nhanh để về. Đó, như các bạn thấy là một ô ruộng này, 2 ô này, 3 ô này, 4 ô, 5 ô. Đó, bên này ruộng lúa là chín rồi, chưa gặt nhé. Đây hiện tại bây giờ đây các bạn thấy đây một ruộng này. Bắt đầu cách cái ô ruộng này lên trên đây thì lại tiếp tục là đường này. Đó, các bạn thấy toàn bộ này là đường. Và bên này là ruộng lúa chú cũng đang tiếp tục làm. Thì như các bạn thấy là 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô ruộng. 5 ô ruộng đây. Thì như mọi người thấy là bắt đầu trên đây lại là một cái mảnh đất nữa. Đấy, mảnh đất trống chú cũng mới là cắt điều. Thì em đi trước để cho các chú ngắm. Ô tô là tới một phát, tới nhà luôn. Không phải nghĩ ngợi, kể cả các bạn chạy container, các bạn chạy bất cứ một cái xe gì là các bạn cũng chạy thoải mái vào luôn. Ở đây ấy, nãy em biết làm cái gì ngon không? Làm nhà nghỉ. Nuôi yến. Nuôi yến thì vô địch rồi. Xin thông tin thêm cho mọi người nữa là trước đây, cách đây được khoảng 7 năm trước, hai vợ chồng Giáp là có ở đây. Và ở đây thì có một cái nhà yến duy nhất thôi.
Nhưng mà đến khi hai vợ chồng Giáp vào trong Sài Gòn làm ăn 5 năm quay trở về thì bây giờ đã gần 100 cái nhà yến rồi. Và theo như tìm hiểu của vợ chồng Giáp thì chưa một cái nhà yến nào thất bại. Và nhà yến được thu được nhiều nhất ở đây là cái nhà yến của ông anh vợ của Giáp là đang thu được 11 ký một tháng nha các bạn. Đấy là một cái thông tin thêm cho các bạn về khu vực xây nhà yến. Nhưng mà cái đất nhà mình ở trên kia chưa test mà tối yến phải quy như kiểu có nhà yến luôn. Ừ. Em tính làm cái phòng của con thánh nhà yến. Nhưng mà nhà mình ở chỗ dân cư chắc không làm nhà yến được đâu em. Nhưng mà đẹp quá, yến này nhiều. Ở đây là rất là ok. Đây như các bạn thấy phía trên kia là một cái nhà yến đang xây. Đấy, bên kia lại một cái nhà yến đang xây. Như các bạn nhìn thấy đây là dân cư này, khu dân cư. Đấy, dân thì ở ngay trên đây và đây là một cái con đường cấp phối đường rất là lớn luôn. Đường này từ mép bên này sang mép bên này nó phải tầm 15 đến 17 mét. Đó, là cái đường này là đường chạy một phát là xuống cái thủy điện và chạy đi sang bên kia, trong kia còn khu dân cư ở nữa. Và như các bạn thấy là đường điện cao thế này, họ kéo đường điện cao thế đây. Đây như các bạn thấy cái cột đây. Đó là điện cao thế và các bạn 300 mét cái mặt đường này. 300 mét mặt đường này nếu mà cứ bán rẻ đi nữa thì cứ 5 triệu một mét thôi. Mặt đường này chỉ cần 5 triệu một mét thôi thì là các bạn đã có 1 tỷ rưỡi rồi nhá các bạn nhá. Không nói đến đất, Giáp chỉ cần nói 3 triệu một mét thôi. Các bạn đã có 900 rồi mà chỉ sâu 50 thôi là các bạn đã có 900 rồi. Còn chưa kể đất ở bên trong nữa. Đó, thì là các bạn thấy cái giá. Làm nhà yến cũng rất là thoải mái luôn anh. Đó. Nói chung là nhà yến được luôn. Làm nhà yến vào đây rất là ok luôn. Thì các bạn thấy là hợp lý không? Cái nhà mình á thì bên kia là núi, bên kia là núi nhá, xong mặt nước nhá, xong bắt đầu là đến đất của mình và đây là mặt đường. Nó thuận tiện vô cùng. Rất là được luôn. Và bây giờ đấy, Giáp sẽ quay, tại vì 300 mét thì nó hơi xa, mà bây giờ chưa nắng lắm các bạn ạ, nên là đi không được. Thì bây giờ là nó cứ bám theo cái mặt đường này nhá. Đây, Giáp sẽ quay từ bên đây. Và toàn bộ này Giáp sẽ quay một vòng xung quanh để cho các bạn thể hình dung. Bên này là toàn bộ cánh đồng, máy móc họ cũng đang làm. Bên kia là cái đường thông đi quốc lộ 14. Đó, từ đây nếu mà các bạn đi ra đến đường bê tông ấy thì nó tầm độ khoảng 2 km. Nhưng mà cái đường cấp phối rất là đẹp. Đường này là đường đi xuống thủy điện nên là cái đường lúc nào cũng được duy trì rất là ok. Đấy, đường rất là to. Đó, ra sẽ quay cho một vòng cho các bạn xem. Lên bên đây là đường đi xuống đây và đi thông vào trong kia còn rất là nhiều dân. Thì như các bạn thấy là toàn bộ khu vực này. Đó, toàn bộ khu vực này đất là như thế này đây các bạn. Nếu các bạn không bơm nước lên đây thì các bạn trồng bất cứ một cái gì cũng được. Các bạn bơm nước lên thì nó sẽ thành ruộng lúa. Có thể làm một năm ba vụ và có thể các bạn trồng cây ăn trái. Nguồn nước thì các bạn thấy rồi. Nói chung là khỏi phải nghĩ ngợi gì về nước non gì cả. Ăn ổi chưa? Cắm ổi, cắm răng. Anh ơi, em bảo là em biết tại sao giọng anh bịt được rồi. Sao? Tại vì mấy ngày nay anh chửi em nhiều quá. Nên là, nhân là bịt được là phải rồi. Em không thể lên đây tố anh ở trên này được. Anh có chửi em lần nào đâu. Thôi các bạn ạ. Cứ bảo em là đây bây giờ. Đấy bây giờ đây các bạn ạ, lên đây để tố chồng. Không, các bác cứ tưởng là em mắng anh nhiều hay là như nào khản tiếng nên em phải giải thích cho các bác là anh bị khản tiếng là vì như thế. À, anh khản tiếng là vì anh mắng em à? Vâng. Không có. Giáp không có hề mắng bà xã Giáp một câu nào. Mà Giáp chỉ có là do là ấy thôi, do là nói to thôi, không mắng đâu. Ôi. To em à? To thế á? Đây các bạn thấy là toàn bộ khu này rất là ok. Thực ra là ốm rồi. Ủa tổ rất là ngon lắm ạ. Em chưa ăn mà em ăn đi rồi. Răng thì toàn răng giả thôi. Thì cắm răng, cắm à, răng này. Răng thật luôn ấy. Cắm vào đấy rồi rút chúng ra. Răng em thật đấy anh ạ. Các bạn ạ, mỗi lần làm gì sợ lắm, sợ tụt răng ra đấy. Các bạn đừng tin chồng em, thật chồng em toàn tố linh tinh. Đây các bạn. Răng thật đấy. Đây các bạn đây, toàn bộ khu đây nhá, ra sẽ quay cho các bạn xem lại một vòng nữa nhá. Chất đất thì đất thịt nhá, đất bờ suối, đất phù sa. Rất là ok luôn. Đó. Thì ra sẽ quay cho các bạn thêm một vòng. Bây giờ lại đi vào này. Anh ơi, bảo này, đi vào bảo chú bán cả dừa. Anh và anh xin câu cá lóc đã không? Em bảo chú bán em quả dừa. Không bán à? Ai bảo chú bán? Bảo hỏi chủ nhà chứ làm gì mà không cho. Khát nước lắm. Khát nước hả? Vào bảo chú ơi, cho cháu xin một quả dừa chứ. Các anh chị ơi, nếu mà các anh chị có mua nhớ cho em ké dừa nhá. Đi đâu này, đi đâu cũng đòi ăn đòi uống các bạn ạ. Khổ lắm. Chỉ thích trái cây các bạn ạ, trái cây thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, ở đây thì toàn đồ sạch. Chân ái nó, các anh chị rất là thích trái cây. Toàn đồ sạch đây, như các bạn thấy là vườn cây dừa này. Bà chú bán cho một chùm là ok đấy. Chắc được chứ. Bây giờ sẽ vào bảo chủ nhà là để lại cho một chùm. Đây giờ Giáp sẽ, bây giờ Giáp sẽ tiến hành vào chỗ khu vực nhà quay sơ cho các bạn trong nhà nhé. Xin lỗi các bạn là từ nãy giờ không quay nhà, nói huyên thoại huyên thuyên. Bây
Ở đây là một cái bể, chú đã có một cái bể rất là lớn luôn. Chiều ngang của nó chắc tầm khoảng 2,5 m mà chiều dài chắc tầm 4 m quá. Ừ, chắc bể này bể đựng nước mưa đấy, anh đoán thế. Đây bắt đầu là một căn nhà đây. Ở trước thì chú đã trồng rất là nhiều cau và có ổi. Thì đây là một căn nhà cũng rất là sạch sẽ và thoáng mát. Vâng, chào cô chú nha. Đây một căn nhà thì cũng sạch sẽ và thoáng mát chứ không có cái gì cả. Đó, thì chú cũng có phòng khách, khi mà chú bán ấy thì chú cũng nói là chú để lại cho toàn bộ đồ đoàn nhưng mà thương lượng hai bên. Đó, thì đây là phòng phòng khách, khi mình bước vào đây thì nó dịu mát xuống luôn. Ở đây thì có hai phòng ngủ, rồi xuống đây là bếp, nói chung cũng đầy đủ, một gia đình ở đây sống là khỏe luôn. Bếp rồi đi ra kia là khu vực tắm rửa nước mưa, bể nước mưa, chú cũng đầy đủ hết. Rồi trên này thì cái căn nhà này chú có đập ngói và cũng bắn la phông để cho nó chống nóng. Đó, toàn bộ đây là rất là ở đây nó rất là mát mẻ nha các bạn. Đó thì ngày hôm nay thì Giáp cũng quay cho quý vị và các bạn là xem một cái khu vực này, tất cả mọi thứ là rất đầy đủ và chú cũng có trồng một cái cây hoa hồng. Đây quay cho các bạn là hoa hồng rất là đẹp luôn. Đây là chỗ này là các bạn có thể là nghỉ ngơi mắc võng ở đây, nói chung là quá là tuyệt vời. Và đây là đi dọc sang phía bên đây là các bạn có thể thấy được là toàn bộ này đó, mắc võng mắc đồ rồi nuôi vài con chim, còn cảnh ở đây là rất là đẹp luôn. Và đi cạnh ra đây thì là bờ ao rồi. Thế thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cũng đã luôn xem video của Giáp. Chúc tất cả quý vị và các bạn kiếm một cái miếng đất thật là ưng ý, thật là đẹp. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các cái video lần sau nhá. Em ơi ra đây chào các bác một câu, không các bác này bảo là đâu không thấy mặt này. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Dạ xin chào. Tớ đi ngoài ổi. Tớ thì đi câu cá các bạn ạ.